Xin chào tất cả các bạn, là mình đây. Video ngày hôm nay mình xin gửi đến tất cả các bạn bài phân tích chi tiết nhất về tập 24 Skibidi Multiverse, một tập phim buồn nhất từ trước đến nay, nhưng có những bí mật được hé lộ cực kỳ sốc mà chúng ta không hề biết. Titan The Human thực chất là một cỗ máy được một người bên trong điều khiển, và nó đã được tộc người đồng hồ chế tạo để họ có thể tự bảo vệ căn cứ của mình cũng như cùng liên minh chống lại lũ Skibidi. Người đàn ông điều khiển Titan The Human này là ai? Và đó cũng là lý do cho những lời nói của chùm Skibidi về việc người đồng hồ chỉ biết ưu tiên bản thân của họ trước. Tại sao bà ta lại nói như vậy? Tất cả các câu trả lời sẽ có trong video này, sẽ không hề lãng phí một phút nào của các bạn đâu. Vì vậy, các bạn nhớ xem đến hết video để không bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết nào nhé. Và bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Chắc hẳn mọi người đều đã biết ai là con tin, và việc lũ Skibidi này tiêu diệt toàn bộ tộc The Human, ngay cả căn cứ dưới hầm rồi đúng không? Chính vì vậy, mình sẽ không phân tích đến nữa. Giờ mình sẽ chỉ đề cập đến việc Titan The Human là một cỗ máy do tộc người đồng hồ, hay chính xác là những ông già này chế tạo. Những bằng chứng sau đây để kết luận điều đó. Còn nhớ trong tập phim thứ 14, sau khi bị tên tiến sĩ ngưng động thời gian và đang chuẩn bị phá hủy Titan The Human, thì thật bất ngờ, một bộ phận đầu của Titan này lại hoạt động. Nó chính xác giống như một con tàu nhỏ vậy. Đây chính là bộ phận điều khiển cỗ máy Titan này. Và nơi này sẽ là nơi mà những con người điều khiển cỗ máy leo lên leo xuống để làm việc trèo lên con tàu. Nhưng khoan, các bạn có phát hiện ra điều gì không? Nếu để ý thật kỹ, dưới chân con tàu máy bay nhỏ này chính là một chiếc đồng hồ. Và đây sẽ là lý do thứ nhất cho việc tộc người đồng hồ có liên quan đến Titan The Human này. Tiếp theo, kết luận thứ hai, nếu các bạn đã xem những tình tiết mới của tập phim Season mùa 5, chính là thời điểm tại căn cứ lòng đất ở dưới tộc The Human, khi đang tiến hành lắp ráp các bộ phận của Titan The Human, quan sát cẩn thận chúng ta hoàn toàn chắc chắn đây là một cỗ máy. Và ở đây cũng vậy, nó chỉ còn hoàn thiện bộ phận điều khiển, chính là đầu của Titan The Human nữa mà thôi. Và cảnh quay camera có hướng đến những con người đang ở trong khu vực chỉ huy này. Hai người kỹ sư áo trắng này là kỹ sư lắp ráp của tộc The Human, và anh chàng áo đen ngay bên cạnh cũng chỉ là nhân viên mà thôi. Nhưng còn một người đàn ông khoanh tay này, anh ta là ai? Giả thuyết của mình, anh ấy chính là vị lãnh đạo của tộc The Human và là người điều khiển cỗ máy này. Vậy câu hỏi được đặt ra là, chúng ta đã từng gặp anh ấy chưa? Xin thưa với các bạn, chúng ta chính xác đã từng gặp anh ấy ở các tập trước. Đầu tiên, hãy phóng to quan sát thật kỹ anh chàng này đã nhé. Nếu như các nhân viên kỹ sư hay The Human cấp thấp, họ chỉ mặc trang phục là những chiếc áo khoác dài, thì người đàn ông này hoàn toàn khác. Anh ấy mặc một chiếc áo vest ngắn, còn đây là quần của anh ta. Và nếu như đó là vậy, thì chính xác, chúng ta đã gặp anh ấy ở tập 15. Và cùng với bộ già đang đứng khoanh tay này, chắc chắn sẽ không thể lẫn được với ai đúng không mọi người? Khi anh ta đang đứng cùng với người lãnh đạo của tộc đồng hồ, và quay trở lại vấn đề của máy Titan The Human này là do người đồng hồ chế tạo và phục hồi, thì vẫn chính tại căn cứ mặt đất này, chúng ta cũng thấy sự xuất hiện của ông ấy mang cho mình thiết bị sửa chữa và nâng cấp này. Nếu chỉ là máy khoan, thì mình nghĩ đâu cần dùng đến thiết bị nó, đúng không các bạn? Vậy là chúng ta đã có thêm bằng chứng thứ hai. Và giờ sẽ là bằng chứng thứ ba. Quay lại tập phim thứ 15, khi lũ Skibidi đang tấn công khá căng thẳng, camera POV của chúng ta mang đến một màn hình điều khiển đưa cho vị lãnh đạo này. Nếu dừng đúng thời điểm, chúng ta có thể thấy một màn hình xuất hiện với 5 cái tên của cả 5 Titan. Và anh ấy cũng đưa cho người lãnh đạo này, đồng nghĩa với giả thuyết của mình rằng với tình hình trận chiến như này, thì ông ấy sẽ chọn cho ai xuất phát đến để trợ giúp. Vậy chính xác có thể kết luận, ông ấy là người có quyền điều khiển toàn bộ các Titan. Và cũng dễ hiểu cho việc người lãnh đạo của tộc The Human đang đứng ngay bên cạnh đây để làm việc cùng với người lãnh đạo của tộc Clockman. Điều đó hoàn toàn có căn cứ đúng không các bạn? Và đó chính là bằng chứng thứ ba của mình. Và cuối cùng, một bằng chứng cuối mà mình muốn nói với các bạn, trong tập thứ 8 của tập phim, chính Dom Studio đã tiết lộ tộc người đồng hồ có từ những năm 1656 và tộc mũi khoan
tới tận năm 1889 mới phát minh ra. Điều đó cũng có thể dễ hiểu cho cốt truyện tại sao series Skibidi Multiverse này tộc người đồng hồ là người quan trọng nhất, vì họ là người khai sinh ra thế giới này mà. Một tập phim vô cùng bi thảm nhưng lại tiết lộ nhiều sự thật bất ngờ. Ngoài ra còn nhiều tình tiết trong từng câu nói của bà trùm Skibidi, nhưng có lẽ những vấn đề đó ít nhiều cũng có sẽ nhiều kênh YouTube phân tích đến. Nếu các bạn muốn nghe mình phân tích thì hãy comment nha. Và trên đây là video phân tích bí ẩn quan trọng nhất tập 24 Skibidi Multiverse của Boom Game. Còn bạn, bạn phát hiện ra điều gì? Hãy comment để cho mình và mọi người cùng biết nhé. Và bây giờ các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Bye bye.